Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, hôm nay ngày 1 tháng 1 2024, ngày đầu tháng đầu của năm mới 2024, hãy kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý ông bà cô chú anh chị cũng như tất cả quý bạn bè trên kênh cũng như khán giả khắp mọi nơi sẽ có một mùa xuân mới, sẽ có một cái năm mới đầy bình an, đầy may mắn, đầy hạnh phúc cùng với gia đình và người thân của mình, hưởng trọn một cái năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, bình an và sức khỏe luôn dồi dào hết quý vị. Dạ thì tiếp tục cũng là những thông tin về Cường để mà chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả chúng ta. Thì hôm qua đó quý vị, trong cái ngày đầu tiên của năm mới 2024 đón mừng cho một cái năm mới đầy bình an, thì Hồ Văn Cường cũng dành một cái lời chúc đến tất cả cô chú anh chị khán giả của chúng ta, như là trên hình ảnh thì tất cả khán giả mình đang xem đó. Một cái chiếc ảnh với một nụ cười tươi rạng rỡ trong một cái chiếc áo dài phải nói rất là đẹp ha quý vị, một cái nụ cười tươi đón xuân mới 2024 và cái lời chúc dành cho khán giả mà Hồ Văn Cường fanpage như sau: Tạm biệt năm 2023, khép lại một năm đầy những kỷ niệm đáng nhớ, nhiều yêu thương và rất nhiều cột mốc quan trọng. Khởi đầu một năm mới, mong rằng bản thân sẽ có nhiều nhiệt huyết và cố gắng hơn nữa để theo đuổi sự nghiệp. Bên cạnh đó cũng rất hy vọng nhận được nhiều sự yêu thương, sự ủng hộ của khán giả và gia đình xanh đọt chuối của con Cường. Con Cường cũng xin kính chúc tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các em sẽ có một năm gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, sức khỏe luôn dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, những người yêu quý. Happy New Year 2024. Những cái chiếc pháo bông hả quý vị, dành tặng cho khán giả trong một cái dịp đầu năm mới đón chào 2024, cũng như những cái lời kính chúc tốt đẹp nhất mà Hồ Văn Cường muốn dành đến tất cả khán giả, dành đến người hâm mộ trong ngoài nước và gia đình FC Xanh Đọt Chuối để một năm mới luôn may mắn, luôn bình an, luôn hạnh phúc đó quý vị. À, không những vậy thì bên dưới cũng rất nhiều những cái lời chúc mừng của khán giả dành cho Cường và gia đình đó quý vị, như là một vị khán giả có nick Nguyễn Hải Đăng: Con trai hot boy của gia đình nhà chuối cưng hết đổi nè, chúc mừng những thành công của con trong một năm qua. Tiếp tục chúc con thành công hơn nữa trong năm 2024 này nhé. Yêu con và mãi đồng hành cùng con trên con đường nghệ thuật. Happy New Year. Lời chúc tiếp theo của khán giả khác nữa quý vị, vị Đỗ Thanh: Cô chúc con và gia đình ba mẹ con năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc con năm 2024 sẽ thành công rực rỡ và càng ngày càng nhiều người yêu thương và ủng hộ con nhiều hơn. Thì trên đây chỉ là một trong số rất rất nhiều những cái bình luận của khán giả đã chúc mừng cho Cường và dành cho nhau trong một cái ngày đặc biệt, một cái ngày đón chào năm mới 2024 đó quý vị. Hôm nay là một cái ngày vui phải không quý vị? À, trong đây chúng ta cũng nhận thấy những cái lời chúc tốt đẹp dành cho nhau để mở đầu cho một cái năm mới. À, ai cũng vậy, nhà nhà, người người luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui khỏe, luôn luôn bình an và luôn luôn có nhiều may mắn, có nhiều tài lộc, làm ăn thuận lợi hơn để có nhiều tiền phải không quý vị? Để chúng ta sẽ có dịp đu show với Cường trên khắp mọi nẻo đường của đất nước nữa phải không ạ? À? Rất nhiều những lời chúc quý vị, gần 800 cái bình luận và hơn 2.000 cái lượt like mà quý vị. Và hôm nay Hải cũng thấy được trong Hồ Văn Cường fanclub đó quý vị, một vị khán giả cũng tạo ra một cái bức ảnh lịch rất là đẹp trong cái năm mới nè quý vị. Đó, trên hình ảnh thì tất cả cô chú anh chị khán giả mình đang xem đó, đây là của vị Hương Trương, một vị khán giả cũng thường xuyên gửi tặng món quà và chia sẻ về Cường đó quý vị. Hôm nay thì cô cũng tạo ra một cái bức ảnh lịch 2024 với hình của Cường, cũng phải nói rất là đẹp quý vị. Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cường là cái nhân tố trung tâm ở ngay giữa của cái tờ lịch đó quý vị. Phải nói nhìn rất là đẹp quý vị. Và còn trên cái hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị khán giả chúng ta đang xem đó quý vị, đây là những cái hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị khán giả FC Xanh Đọt Chuối của khắp mọi miền đất nước chúng ta đó quý vị. À, trên cái quãng đường hành trình
đã có mặt ở Đà Lạt để mà đồng hành trong cái dịp đón chào một cái năm mới tại xứ Đà Lạt, xứ ngàn hoa và thưởng thức cái đêm nhạc của Cường đó quý vị. Tất cả những cái trái tim màu xanh đọt chuối này cũng đến chung vì một cái mục đích là yêu thương, đồng hành và ủng hộ cho ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Đêm qua thì tất cả khán giả, tất cả FC đã đón chào một cái năm mới tại một cái nơi xa xôi phải không quý vị? Nhưng mà đó là cái tình thương của khán giả dành cho idol của mình và gắn kết cùng nhau mỗi khi mà hội tụ để đu show của Cường đó quý vị. Nhìn lại những cái bức ảnh của khán giả FC hết quý vị, chúng ta nhìn thấy là tất cả các cô, các chị, hết quý vị, các mẹ trong cái màu áo xanh đọt chuối mỗi khi mà xuất hiện cùng nhau hả quý vị, luôn luôn thấy được một cái sự gắn kết, một cái sự thân thiện với nhau và cái nụ cười rất là tươi luôn nở trên môi khi mà gặp nhau, khi mà đồng hành cùng nhau để mà đu show cùng với idol của mình đó là Hồ Văn Cường. Và đêm nay hãy tin rằng tại xứ sở sương mù, thành phố ngàn hoa của Đà Lạt hả quý vị sẽ rất là đặc biệt và rất là nổi bật với một cái màu áo xanh đọt chuối để mà đón chào năm mới cùng với Cường trong một cái đêm nhạc mini show đặc biệt hả quý vị. Tất cả những cái hình ảnh này đều là những cái kỷ niệm hả quý vị rất đặc biệt trong cái hành trình của mỗi khán giả của mỗi FC khi mà đồng hành với Hồ Văn Cường. Khán giả chúng ta nãy giờ là đang xem đó là cái hành trình, cái chặng đường của khán giả của FC ba xe của FC miền Nam đó quý vị. Còn bây giờ hãy cập nhật luôn tình hình của FC miền Bắc nha quý vị. Thì trên Hồ Văn Cường xanh đọt chuối của miền Bắc quý vị cũng đang xem đó. Thì tất cả cô chú anh chị, các mẹ các ngoại đó cũng đã có mặt tại sân bay Nội Bài rồi để mà chuẩn bị lên máy bay, cũng chuẩn bị bay thẳng tiến về Đà Lạt đó quý vị để mà đồng hành phủ rộng thêm hơn nữa, nhiều hơn nữa cái màu xanh đọt chuối của xứ sở ngàn hoa tối đêm nay trong cái mini show của Cường đó quý vị. Trên hình ảnh mà quý vị đang xem đó, đó là tất cả các cô, các mẹ và các chị của xanh đọt chuối miền Bắc đó quý vị đã có mặt ở sân bay để mà chuẩn bị đồng hành với Cường tại Đà Lạt tối đêm nay nè quý vị. Nhìn rất là nôn nao ha quý vị, rất rất nhiều những cái trái tim màu xanh đọt chuối của khắp mọi miền không hề quen biết nhau quý vị ơi. Từ miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, hải ngoại cùng hội tụ về luôn có một cái nụ cười rất là tươi. Đêm qua ở tại thành phố Đà Lạt thì khán giả của FC miền Nam đó quý vị cũng đã thưởng thức một cái đêm nhạc đón chào năm mới và màn bắn pháo hoa rực rỡ rồi đó quý vị. Nói chung hết quý vị khi mà nhìn vào những cái hình ảnh này đó quý vị, hãy tin là nhiều khán giả mà ở nhà không có đi được đó quý vị, xem rất là ghen tị quý vị. Bởi vì nôn nao quý vị, nhìn thấy ai cũng đi, ai cũng đồng hành á, cái đầu mình cũng muốn phải chi mình sắp xếp được, mình đủ tất cả mọi cái duyên để chúng ta có mặt, chúng ta đồng hành trong cái sự kiện này nữa thì nó lại vui quá, nó lại hạnh phúc quá đó quý vị. Nhưng mà không sao quý vị, lỡ hẹn dịp này thì vẫn còn nhiều dịp khác nữa. Những cô chú anh chị khán giả nào mà chúng ta không đu show được thì quý vị cũng nhớ ở nhà là cày view ủng hộ cho cái sản phẩm mới vừa đăng của Cường nha quý vị. Đó chính là cái bài hát ca khúc là Anh Cho Em Mùa Xuân, một cái món quà mà Cường dành tặng cho cả nhà của mình trong cái dịp đón xuân mới 2024 này. Thì hãy cũng có cập nhật khi nãy quý vị, hiện tại là cũng hơn 100.000 lượt xem rồi đó quý vị. Mong là khán giả mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và lan tỏa mạnh hơn nữa cho cái bài hát nhanh chóng được lên top. Còn trên hình ảnh mà tất cả khán giả mình cũng đang xem nè, một vị khán giả chia sẻ và lan tỏa cũng rất cụ thể. Đây là vị Nguyễn Thị Nhiên chia sẻ trong fan club: chúc cả nhà đu show vui khỏe, còn mình ở nhà thì mình cày view thôi. Trên màn hình quý vị nhìn thấy rõ không? 8 cái thiết bị điện thoại chưa tính cái máy đang quay chụp nha quý vị, là đang phát cái ca khúc Anh Cho Em Mùa Xuân của Cường đó quý vị. Tức là nếu chúng ta có thời gian chúng ta đồng hành trực tiếp được với Cường thì đó là một cái niềm vui hạnh phúc rồi. Còn nếu mà không đi được thì khán giả ở nhà chưa tới sự kiện thì chúng ta cũng cày view và chia sẻ cái sản phẩm mà trên kênh Hồ Văn Cường Official đã đăng tải. Đó cũng là một trong những cách chúng ta yêu thương, lan tỏa và đồng hành ủng hộ cho idol của mình, cho sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường đó quý vị. Hãy rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị khán giả đã dành thời gian và xem video cho đến thời điểm này. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một năm mới đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc, đầy thành công. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu như có những cái thông tin nào mới thì hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả khán giả chúng ta. Xin được chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.